Chưa. Hoài Văn Hầu cũng theo Đức Ông ra dự hội bình than.
chẳng rõ vì sao giờ này vẫn chưa thấy về. Cậu Quốc Toản thì lo việc tòng trinh cứu nước như vậy, cớ làm sao thế tử nhà anh chỉ biết mỗi một cái trò vĩnh nguyệt thưởng hoa thế nhỉ? Thế tử tôi với Hoài Văn Hầu tuy là anh em thúc bá, nhưng cũng giống một con run xếp cạnh một con rồng. Mà gọi loa làm kinh động giấc ngủ của cậu thư sinh ngu nhược ấy thì cứ liệu mà giữ cái đầu, nghe không? Gọi loa thúc giục mọi người luyện gươm giết giặc mà lại mất cái đầu. Thôi anh ơi, anh đừng có dọa tôi. Chính cậu Quốc Toản đã truyền bảo dân thôn quanh ấp là phải mài dao chuốt mát cứu non sông, cho nên tôi mới gọi loa truyền đi. Luyện thì kết dương không đua tài võ nghệ này, cùng sông lên diệt thư cớ làm sao mà vương ý thủ không nghe, cớ làm sao mà thế tử không nghe ý. Vì sao mà đau thế tử đang ốm, vì sao mà cậu lo đừng chinh chiến, cậu sợ đừng đau binh. Nếu cậu anh qua những cầu sổ mũi thì cứ việc nằm đó mũi chùm chẳng việc gì mà phải can ngăn đi. Nè anh, nếu thế tử anh không bằng lòng thì cứ cậu Quốc Toản mà chết, chứ sao lại chết thì tôi. Thôi tôi phải đi làm phận sự đã. Sai con ngué
đi bắt con rắn hổ mà ăn cửa.
ai đâu. Dạ. Mày cười cái gì thế? Dạ bẩm cậu, con đang nghĩ đến cái hòn núi giả trong vườn. Ruột thì rỗng tích mà cái vỏ xem chừng quá to. Ngày thường ngồi trong bể cạn chư chư, mới nghe cơn gió thoảng đã vội lo đổ cành. Dạ thưa mẹ, cho nên nếu anh Quốc Toản có về, xin mẹ hãy lấy phép bề trên mà ngỏ ý dạy khuyên. Kẻo đang lúc vất vả chuyện ban giao với nhà Nguyên, anh như cứ náo động dân tình ắt rồi gây vạ. Chẳng riêng gì ấp trại ta đâu, nay trên khắp nước ào ào đồng binh, bình than hồi tướng triều đình. Ta đang ngóng đời sự tình xem thân. Mẹ những lo nghe cơn bình địa ban ý đàn giang sơn gắng khóc nghi thêm một lần lửa. Thì người mã phu cho biết là cậu Toản đã đi dự hội bình than. Cậu còn nhắn lời trình với phu nhân, trộm phép bề trên mong người tha tội. Lão Mộc. Dạ. Lão hãy vào lấy một con ngựa tốt, kiếp lên đường đến bên bình than. Nếu cậu ngoài văn có gặp chuyện chẳng lành, lão tìm cách đưa tin vào cho đức ông ta biết. Dạ, xin lĩnh ý phu nhân, lão sẽ lên đường ngay cho kịp ạ. À.
ở đâu mà lại dám tới đây? Tôi từ phủ Chiêu Thành đến bến Bình Tham này tìm Hoài Văn Hầu Quốc Toản. Anh có biết Hoài Văn Hầu tôi hiện nay ở chỗ nào chỉ dùm tôi với? Ở ngoài kia kìa. Ai chà chà chà. Ở cái chỗ có nghi chợ uy nghiêm tán tía tàn vàng lườm lượp đấy à? Không phải. Này, chỗ ấy là thuyền rồng thiên tử, nơi đức vua đang cùng các bậc lương đống triều đình hội bàn việc nước. Còn Hoài Văn Hầu Quốc Toản chỉ là một thiếu niên, chưa phải là đại thần, thì vào đó làm sao được? Thế Hoài Văn Hầu tôi hiện nay ở chỗ nào rồi? Ở dãy thuyền bồng bên trái kìa. Này, khi nào nghỉ họp bàn, đức vua sẽ cùng các quan gia đó uống trà giải trí. Còn cậu Hoài Văn nhà lão á, chỉ được ngồi chờ nghe tin tức ở chỗ ấy thôi. Vậy do thế à? Thôi, 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 anh cứ cho tôi vào, tôi tìm Hoài Văn Hầu về có chút việc cần. Không được. Tôi chỉ biết cầm giáo đứng canh, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Có vậy thôi. Tình thần đang nghỉ hồn, ta chờ đây mà lòng già bồn chồn. Việc lưu ngôn nhà không được dự bàn, cứ vẫn chờ trông chui mây tàn. Nhìn trời bay bổng chim hồng nhạt, sóng lục đầu giang vẫn vẳng nghe. Lúa đỏ đồng quê khi tiễn người đi, nhắc nhủ hai chữ tử sinh ta vẫn nhớ. Chuyện này cơ mật, cháu cũng không...
không nên biết làm gì. Dám hỏi, vậy thiên tử quyết ý ra sao ạ? Thiên tử đã nghe đại vương Hưng Đạo bày tỏ thế ta, thế giặc tường tận mọi đường, lý lẽ phân minh, ý chí cương cường, ta chắc ngài sẽ thuận cho quyết đánh. Thưa chú, nhưng sao ạ? Nhưng thiên tử vẫn còn lo quân giặc mạnh, nên ngài vẫn còn băn khoăn trước những câu thao túng của mấy kẻ chủ hòa. Nhưng mà thôi, cháu chớ vội lo, Đại vương Hưng Đạo cùng với bọn ta, đợi lát nữa hội đàm sẽ vạch rõ trắng đen phải trắng. Thế thì hay lắm. Dạ thưa chú, cháu tuy nhỏ tuổi nhưng cũng dám vì nghĩa lớn xả thân mình. Xin cứ cho cháu vào bày tỏ với triều đình, quyết không nộp một câu khinh suất, ắt lụy phiền đến thân, đầu sẽ rơi trước lưỡi gươm thần. Dạ, trình thưa chú, đại vương Hưng Đạo đã viết trong bài Tướng Sĩ Văn rằng: kỷ tín liều mình chịu chết hay chôn, dự nhượng nuốt than thề báo thù cho chủ. Kẻ sĩ xưa nay đều đặt câu lợi dân ích quốc lên hàng đầu. Nay thiên tử còn đang chưa quyết ý bề nào, thế mà trong hàng tế phụ triều đình còn có kẻ tính hòa với giặc. Quốc toàn này xin đem cái chết để giãi bầy gan óc trước vua ta. Đầu cháu tươi để thiên tử không hòa, gọi trăm họ xông lên diệt hát. Nói rộng sông dài miếu đường xa tắc, toàn vẹn muôn đời cho con cháu mai sau. Thì nay dù có nghĩ mà rơi nghĩ đầu, nghĩ tim nghĩ đem lại đem tính nghĩ mà nói không chi. Cháu ơi, cháu ngại gì, ngại gì thời nay chứ.
thấy thượng, kinh động quan gia đó là tội chết của Hoài Văn Hầu Quốc Toản à. Dạ, trình thiên tử, Hoài Văn Hầu còn nhỏ dạ, nên chưa quen lễ phép kỷ cương. Dạ cũng bởi sớm mong đền đáp đấng quân vương, nên liều chết tới đây, cúi xin thiên tử mở lượng hải hà. Ha rồi. Truyền cho Quốc Toản tới đây. Dạ, thần hạ Trần Quốc Toản kính chúc thánh thượng vạn thọ vô phương. Ta truyền các khanh đứng dậy. Dạ. Ta cho em đứng dậy. Dạ. Quốc Toản. Dạ. Ta với em ngoài là phận vua tôi, nhưng trong là nghĩa đệ huynh. Hoài Văn Hầu có điều chi oan ức phải tâu trình. Dạ, thần hạ tới đây xin thánh thượng cho phát binh. Có vậy thôi à? Em còn nhỏ lắm, chưa đến tuổi bàn việc đao gươm, có phải thế không các khanh? Ta ngẫm vận non sông, mỗi lúc gặp thăng trầm, quốc sự quân tình đều là nỗi lo chung thiên hạ. Quốc Toản còn thiếu niên mà cũng dám đòi theo việc võ, câu cũng là một nhà nên khen. Dạ. Nay ta truyền cho em, hãy trở lại phủ đường chăm bề ăn học. Còn việc hệ trọng của Sơn Hà đã có triều đình lo gánh vác, có phải thế không các khanh? Nữ. À. Quốc Toản. Nay ta ban cho em một quả cam này, nên nhớ rằng khổ tận ắt cam lai, sông núi sẽ vững vàng vạn đạt. Thôi nào, các khanh, hãy trở vào nghị hội, triều thần chừng chờ đợi đã lâu. Quốc Toản, hãy mau trở về. Ngươi đã thấy chưa? Bậc thiên tử đâu có để tai nghe lời trẻ nhỏ, mà ngươi toàn vác cột trống trận. Nếu không mang quốc tính thì đầu ngươi ắt phải rụng rồi. Thôi, ta được quà quý vua ban, ngươi hãy lui khỏi nơi nghiêm mật. Hay. một quả cam mà nhiều nghĩa thật. Cam cho trẻ nhỏ, cam dạy tình thật. Hãy cam về tiểu quốc mà nhường bước thoát quan, cam phận cầu hòa, phải chăng đó là ý vua đã rõ? Hay. Một quả cam dù là cho trẻ nhỏ, cũng gói điều trọng đại tới Giang Sơn. Hay. Trình vương tử.
mời cậu về phủ ngay, phu nhân người đang đợi. Không, ta chưa thể về được. Lão bộc ơi, ôi ước gì ta chẳng còn nhỏ tuổi, ước gì ta được bàn việc nước hôm nay. Vận mệnh non sông quyết định ở nơi này, ta đang chờ trông một lời khẳng khai. Thế mà thiên tử chỉ cho ta cam vàng một chai. Trời, quả cam vô ban cậu bóp nát rồi. Em nam anh chị
hiểm thật, đừng bắt chết mình vào. Cả thanh gương cùng
quên ruộng mạ nương dâu. Hãy nói đi em, lão tướng dạy ta sao mà em phải đường xa bất ni và nơi thôn dã nghe mở hội bình an, vương hầu đang luật bàn kế diệt thù giữ nước. Cha em nay yếu sức không thể rời quê nhà, sai em vượt đường xa. Mang gói này dâng cầu, dân nước nên mới đem hương này gửi bậc tài
ắt rồi gặp khách cháu đừng nói chi lời nước nước đi non đây là đây đã nặng cháu hỏi mà cháu ơi bà và anh hẳn có điều chi cần hỏi. Vâng ạ, xin nhờ cụ vào bẩm với phu nhân là có người làng Đông Cát vú nuôi cậu Toàn ngày xưa muốn xin vào gặp phu nhân ạ. Bác ơi, cháu nay đành trở lại làng, tiếc công lặn lội đường trường tới đây. Hãy khoan đã cháu, bác còn muốn nói với cháu điều này, cháu hãy đợi ở đây để bác đưa bà lão lên gặp phu nhân trước đã. À, hay không? Dạ. Hãy đưa cháu gái làng Vân xuống dưới nhà ngang chờ đó. Dạ. Bà và anh hãy theo tôi. Vâng ạ. Anh Hà, anh hãy chờ đây để lão đưa bà vào trình phu nhân trước đã. Oh.
cầm lấy sách. Cả đàng bận, để ta đọc tiếp cho anh nghe. Dạ, cháu chào cậu Toàn ạ. Lời trong tướng sĩ văn ta vẫn ghi lòng dạ. Nếu để rồi đây giặc thác tràn vào, thì cựa và sắt hôn đâm rắc đập, mẹo bạc tài khó quật mưu gian, lắm ruộng nhiều vườn không đủ chuộc thân, vợ con líu tiếu không thể dùng trong việc quân việc nước. Đã đến lúc ấy thì chẳng những ta bị tan hoang thái ấp, mà các ngươi cũng mất hết ruộng vườn. Không những kiếp này ta chịu mang nhục ngậm hờn, mà gia thanh các ngươi muôn đời sau cũng ố tì mãi mãi. Hay, hay lắm, lời tha thiết truyền đi bốn cõi, gọi trẻ già trai gái đứng lên, sẵn tay mà đánh quân bên sau. Nên ta nghe lời báo quốc
làm người nên sống như tùng bách, hay yếu hèn như nhành liễu gió đưa. Chết trước quân thù còn hơn sống kiếp vung đô, làm tốt sang sông còn hơn làm xe rút chạy. Lời anh ơi khẳng khái, chí anh ơi kêu hùng. Nhưng chính anh vừa rồi đi dự hội tình tham, vua không khiến anh điều binh khiển tướng. Nói đến cái quả cam mà anh còn nổi nóng, giờ đây anh sẽ làm gì? Nhà vua không cần đến cậu Toàn thật ư? Chính thế. Thiên tử nghĩ ta còn nhỏ tuổi, không cho ta tham dự việc quân. Rồi lại quả cam như là gió trẻ ấy, tôi mà được vua ban quả quý, ắt phải mang về trình với phu nhân. Làm nát cam là phạm tội khi quân, là không biết trọng hoàn ân ban tứ. Cậu Toàn ơi, tôi từ xa xong tới mong theo cậu Tòng Trinh, thế là nay ước nguyện chẳng thành, xin cậu bảo một lời cho phải. Còn bảo cái gì? Bảo ngươi rằng với ruộng với châu ngươi hãy về, với ruộng với châu. Không thể ngậm mối hờn vong quốc.
tử đã nghe rõ chưa? Nhưng phép đất nhà vương đòi trị tội đứng nghịch nô. Lệnh nước cấm nghiêm, bức hại dân thường có lòng yêu nước. Ta bình đâu? Bắt giữ tên người ta. Dạ binh. Chớ động thủ mà ta hỏi tội các ngươi. Lui. Hả con ơi, hãy về thôi con à. Mẹ ơi, con không về đâu mẹ ạ. Mẹ ơi, công cha mẹ xem bằng núi tàn.
gì bây giờ? Ôi cha ta nếu người còn sống, ắt cho ta cất giáo theo hầu. Ta ở đây là ở nơi nào mà trời không về? Thank you.
làm trai vi chẳng nên công trạng, luôn thẹn tai nghe chuyện võ hầu. Ai ngâm thơ hay vậy khiến xúc động lòng ta, nhà đã nhất tề đứng dậy. Mỗi giận ác bay đồng vào bờ cõi, hào khí Đông Á Đại Việt có ta đây. Vui nghĩa lớn non sông dục giả, một lời thơ xóa hết chuyện cam vàng. Kìa Lão Bộc, Lão Bộc ơi, chiếc ngựa hồng để ta vào bến Bình Than tu sinh cho được lên đàng lập công, thả ta chết trước bệ rồng còn hơn mang nặng nỗi lòng. Cậu quyết ý xin thánh thượng cho xung quân phá giặc à? Chính thế. Không, thiên tử đã truyền ngài chẳng đổi ý đâu. Vậy Lão Bộc bảo ta phải nằm chết dí xóa nhà này mãi hay sao? Đợi đủ 2 năm mới tầm trinh thời quá muộn. 50 vạn quân Nguyên đã kéo vào vây hãm. Đốt phủ thành tan nát từ lâu. Đã làm nhục miếu đường. Đã sát hại muôn dân, đã xéo dày sông núi. Ôi ta không thể nhắm mắt ngồi yên khoanh tay chờ đợi. Xưa nay rủ xanh có thiếu chi các bậc thiếu niên chí khí anh hùng, cứ sao thiên hạ lại hãm mình ta như vậy. Phép lo việc binh là phải nhớ lời Đại Vương Hưng Đạo. Sao? Ngài nói rằng phải cẩn thận như khi hút canh sôi, phải giữ gìn như khi vào lửa đỏ. Này cậu ơi, cậu hãy bình tâm để cho lão có bài lại phân lý tỏ. Dũng đã có thừa nhưng cần có chí, cần có nhân có nghĩa mới nên tài. Cậu ơi, trẻ như cậu mà già như lão thì phép nước định ra sổ bộ gác ngoài, lệ vụ triều đình thực không trao đến. Nói như lão là đành cam nín nhịn. Không, lão đang có ý này chẳng rõ cậu có thuận chăng. Lão Bộc cứ nói đi. Quân binh thiên tử chỉ chọn người trên lứa tuổi hoàng nam, còn những thiếu niên chưa đủ tuổi để đăng vào sổ bộ, phép quan gia đã dành cho vương phủ được mộ gia binh, cớ làm sao cậu không lập ngay một đội dân binh? Lập dân binh? Lão nói sao? Lập dân binh à? Chính thế, dân binh thiếu niên đủ trí đủ tài, không ăn lương của triều đình mà chỉ nhận giáp gương của làng thôn đóng góp, một đội dân binh như vậy thật là không trái mệnh đức vua ta. Hay lắm, làng Lão Bộc hẳn như trong đêm tối mịt mùng có người soi đuốc. Ta thiếu binh thiếu niên hẳn là không trái mình triều đình.
người đã lặn ngòi ngoi nước tới đây, chưa trao được gương mẫu, chưa trở về xóm cũ. Nào cháu gái làng Vân đâu, mau ra trình vương tử. Dạ trình vương tử, em quyết ở lại đây nâng được gương này. Năm người Nhật vương đánh giặc, quốc toàn nhận gương, lòng những mang ngang người đã phù trì. Hương châu bóng nguyệt xin thề, dỗ nên công trạng cũng vì nghĩa chung, mai sau người lập nên công. Tình riêng nghĩa cả nghi lòng chớ quên, mong sao ân trả nghĩa đền, dỗ nên công trạng dám quên ơn người. Hương người gửi muôn tia nắng
người trên mỗi bước đi dầm chân. Thank you.
lệ quân thúc giục, lòng ta thêm áy náy lơ vơ. Lão bổng ra đi đã mấy ngày đàng, sao chưa thấy trở về báo tin may rồi.
đường ra quân dẹp giặc. Ta khá thêm cho cháu đã tụ tập được anh em đồng tâm hiệp lực, tinh binh lương túc, gương giáo sáng rực, tề chỉnh quy uy, thật xứng đáng là dòng dõi con hồng cháu là. Rồi quân niên thiếu các con đứng dưới lá cờ sáu chữ của Hoài Văn Hầu Quốc Toản sẽ lên đường chặn giặc. Ta tin rằng bao nhiêu trận là bấy nhiêu lần thắng.
Thank you.